Xin chào các em, ở trong video này chúng ta sẽ bàn về chapter số 62. Chapter 62. Anh thấy mới soạn cho các em nè. Chapter này anh cho rất là đơn giản thôi, nhưng mà anh thấy là ở chapter trước bốn đứa trễ deadline. Mà các em còn phải xem lại là không được phép trễ deadline. Nếu mà trễ deadline quá nhiều anh sẽ cho em nghỉ học á. Lưu ý nha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nghe những câu như này, anh cho mấy này với ở cả không có gì khó hết. Chủ yếu là chúng ta nhắc lại kiến thức chúng ta ôn thi học kỳ 1 thôi. Những cái này là những cái nền tảng trọng tâm. Anh dùng từ trọng tâm luôn á, có nghĩa là nó không thuộc dạng nâng cao. Còn nếu mà muốn tìm dạng nâng cao, chúng ta sẽ làm đề thi thử có rất nhiều dạng nâng cao. Câu số 1 anh không nghĩ nha. Câu số 1 thì người ta hỏi em tìm cận ngang thì lấy hai cái x chia nhau thôi, không có gì hết. Câu số 2 thì các em gắn cái này là A cho máy tính, gắn cái là A đúng không? Xong rồi các em lấy cái này nè, các em trừ lại cho từng cái A dưới đây. Coi cái nào bằng không thì mình nhận. Như vậy có nghĩa là mình so sánh nó bằng nhau không thôi. Rồi đó là câu 2 nha. Anh đã tính không làm ghi rồi, tại vì cái này anh cho dễ quá, nhưng mà có lẽ các em sẽ cô đơn khi không có anh, cho nên anh làm ghi. Rồi. Câu số 3 thì lưu ý cái này là cơ số nhẫn mẫu, có nghĩa là cái này nghịch biến đúng không? Thì chúng ta lưu ý giúp anh nha. Ví dụ ha. Ví dụ như anh có 3 phần 4 tất cả mũ A mà nhỏ hơn B chẳng hạn. Thì anh sẽ có là A sẽ lớn hơn logarit 3 phần 4 của B. Đó. Đây nó này. Cái này là cơ số 3 phần 4 là nghịch biến, các em nhớ là cái lý thuyết bắc phương trình nó dạy các em đấy. Rồi đó là cái câu 3 nha. Tôi gợi ý nhiều quá là tôi spoil không được. Phải ít thôi. Câu 4 hỏi gì để câu 4 lý thuyết. Câu 5 thì các em nhìn coi trên đoạn từ trừ 5 tới 7 ở cái bảng biến thiên anh thi số 7 nha. Các em điền số 7 vô đây giúp anh nha. Coi trên cái đoạn này cái nào đúng. Có cái nào đúng. Lưu ý nha. Rồi coi nào đúng. Câu số 5 không có sai đề đâu, câu này là đúng đề á. Câu số 6 thì các em cho hai cái này bằng nhau. Cho cái này nè bằng cái này. Xong mình giải ra hai nghiệm đúng không? Không cần giải luôn. Các em ra được một cái phương trình bậc 2, xong các em tính trừ b chia a là nó xong. Cái gì cái này nó hỏi cái tổng mà tổng là bằng trừ b chia a là xong rồi, không có cần tìm nghiệm luôn á. Câu này easy game, câu 7 cũng easy game luôn, tôi không có gì tôi gửi câu 7 hết. Câu 8 hả? Mày vẽ cái hình ra, vẽ cái hình này ra hết a vuông đáy phải không? Tôi vẽ xấu nha, tôi vẽ xấu nha, tôi vẽ đẹp đó. Người ta cho em SC là em chỉ cần Pythagore em tìm được SA rồi. Đó, người ta cho SC đúng không? Người ta cho SC bằng 3 nè. Em Pythagore em tìm được SA là bài toán chấm dứt, không gì hết. Câu số 9 thì tìm được tiệm cận cái này. Bài này không khó nhưng mà nó phải đòi hỏi em phải cẩn thận cái xíu nha. Em phải cẩn thận đó. Anh nhắc cái chữ cẩn thận thôi, nó không khó và anh sẽ không gợi bất kỳ cái gì ở bài này. Tự làm. Bài chính không có gì để đi nghĩ hết. Nhưng mà cẩn thận tí xíu đó. Cẩn thận thứ nhất là cái điều kiện. Thứ nhất là cái điều kiện. Thứ hai là đừng có suy nghĩ theo kiểu là mình thế nghiệm, mình thấy cái nghiệm của mẫu lên cho cái tử bằng không là nó không phải tiệm cận, sai, cái đó là sai nha. Tóm lại là em tiệm cận đứng em cứ tính lấy mệt. Còn tiệm cận ngang cứ tính lấy mệt, tiến tới cộng và vô cùng. Còn tiệm cận đứng cứ thử lần cận là chắc ăn nhất. Rồi. Câu 10 lý thuyết. Hình lăng trụ tam giác đều có nhiêu mặt đối xứng, lật lại cái bài lý thuyết anh dạy mặt phẳng đối xứng là em sẽ biết. Và là lật cái nốt bữa hổm anh kêu ghi trong những cái bài dạy hình học về mặt phẳng đối xứng á, là nó sẽ có cái này anh dạy rồi. Rồi, đó là toàn bộ những gì mà anh muốn nói với em ở chapter 62. Thì nhắc nhở một vài em không nộp deadline thôi. Anh nhắc nhở nha, nếu mà các em chạy deadline nhiều quá thì bắt buộc em phải nghỉ học lớp của anh. Cái này là anh hơi khó nha. Em mình cân nhắc lại là tại sao mình lại chạy deadline, mình gặp cái khó khăn gì thì mình hãy tâm sự với anh, chứ mình không có được như vậy. Mà hãy tâm sự với anh ơi, dạo gần đây em tiêm vaccine, em bị sốt hay là bất cứ cái gì đó, thông báo với anh. Không được phép trễ deadline nếu mà không có lý do. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi, tạm biệt các em, bye bye. Bye bye.